Xin chào, mình là Bạch, mình đến từ Number Film. Và dạo này thì mình thấy có khá là nhiều chị em rất là thích chai nước hoa đến từ nhà Narciso Rodriguez. Đến nỗi mà mình ra đường sẽ có nhiều chị kiểu: Bạch ơi, bữa chị mới xuất cái mùi na này nè, trời ơi, tới lắm em ơi. Hay là kiểu: Bạch ơi, hôm bữa chị nên mua chai nước hoa na nào để đi chơi với bồ. Đó, kiểu vậy. Thì tại sao Narciso Rodriguez lại trở thành một cái biểu tượng mùi hương của các chị em? Thì mọi người cùng Bạch theo dõi video này nha. Cái lý do mà để Narciso Rodriguez được trở thành một cái biểu tượng mùi hương của các chị em thì mình thấy nó có hai lý do. Lý do đầu tiên là về phần thiết kế của chai nước hoa. Thì mọi người đã thấy là Narciso nó sẽ có hai bản thiết kế là dành cho nam và dành cho nữ. Mà ngày hôm nay thì mình chỉ nói về phiên bản nữ mà thôi. Thì ở phiên bản nữ mọi người thấy là sẽ có hai cái bản thiết kế nó rất là đơn giản, một chai nước hoa cao và một chai nước hoa thấp. Và thường thì bạn thấy là những chai nước hoa cao nó sẽ có mùi hương nó trẻ trung hơn so với chai nước hoa lùn, tại vì những chai nước hoa lùn thấp này thì nó sẽ có mùi hương nó trầm và nó ngâm hơn. Nhưng mà thôi, mình đang nói về phần thiết kế của chai nước hoa thì mọi người thấy là cái nhà Narciso Rodriguez nó là một nhà thời trang Mỹ, và theo những cái gì mà bạn thấy về phản thời trang của họ thì những cái bộ trang phục của họ nó khá là nhiều màu, và cái điều đó thì họ cũng đưa vào những chai nước hoa Narciso của họ luôn. Thì những chai nước hoa của họ nó cũng khá là nhiều màu sắc, nhưng mà bạn thấy nó lại không có bị sến. Và cái điều này bà thấy nó cũng khá là hay là chị em thì ngoài cái việc mà mua nước hoa để sức á, thì bà thấy là mọi người cũng hay trưng những cái chai nước hoa này lên trên tủ của mình. Và điều này thì nó càng nhiều màu thì nó sẽ khiến cho chị em cảm thấy là nó khá là đáp ứng được cái nhu cầu mà sử dụng nước hoa của chị em. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà mọi người đi vào trong cửa hàng á, thì mọi người sẽ thấy là những cái chai nước hoa Narciso đặt kế nhau á, mà nó có nhiều màu như vậy thì nó sẽ vô cùng nổi bật. Thì mùi hương của Narciso thì có gì đặc biệt? Thì nếu như các bạn là fan của Narciso thì mọi người sẽ xem những cái bản thành phần hương của nó sẽ thấy một cái điểm chung là nó luôn có xạ hương hoặc là xạ hương trắng ở trong đó. Vậy thì xạ hương nó là cái gì? Thì nói cho dễ hiểu thì xạ hương nó là một cái mùi hương được lấy từ túi xạ của một con hươu đực. Nó nằm ở gần bộ phận sinh dục của con hươu ấy. Và ở trong thị trường nước hoa thì cái việc mà bán một cái 1 kg xạ hương tự nhiên nó sẽ có giá từ 45.000 đô la trở lên, và có thể phải nói là nó cao hơn cả giá vàng đó mọi người. Và cái gì thì cũng phải trả giá cho nó hết. Nếu các bạn muốn lấy xạ hương tự nhiên thì chắc chắn các bạn phải giết con hươu. Và cái điều này vô tình nó làm cho nhiều người cố gắng đi săn hươu và nó dẫn đến cái việc là tuyệt chủng. Vì vậy mà Hiệp hội Nước hoa Thế giới muốn bảo vệ động vật và đã cấm cái việc mà sử dụng xạ hương tự nhiên ở trong những cái mùi hương của họ, trừ những trường hợp nó ngoại lệ, mà nó rất là ngoại lệ luôn á mọi người. Và nhiều người thì họ ở trong phòng thí nghiệm họ cố gắng họ đã mô phỏng được cái mùi kích thích tình dục này, tức là cái mùi xạ hương này á, bằng cách là tổng hợp những cái mùi hương từ những cái chất khác để tạo thành một cái mùi hương gọi là xạ hương tổng hợp ở trong phòng thí nghiệm đó. Thì một vài thông tin về xạ hương như vậy cho mọi người biết, nếu mà nói hơn nữa thì mình nghĩ là nó khá là dông dài. Và xạ hương ở trong Narciso thì nó có gì đặc biệt? Thì mình thấy có một điều mình khá là thích là những cái chai nước hoa của nhà Narciso nó khá là nhất quán trong cái việc là tạo ra một cái phong cách mùi hương có mùi xạ. Và những cái mùi xạ này nó được xoay quanh cái việc mà tạo ra những cái khía cạnh khác của mùi hương. Ví dụ như là chai Narciso Bauré nè, thì nó sẽ có một cái mùi hương kiểu xạ hương nó hơi phấn một chút. Hay là chai Narciso For Her này thì nó lại là một cái mùi hương xạ hương kiểu nó hơi hoa hồng. Đó, thì những cái mùi hương này thì Bạch hoàn toàn thấy là nó phù hợp cho các chị em. Và Bạch cũng có một cái trải nghiệm khá là hay đối với những chai nước hoa đến từ nhà Narciso, là khi mà Bạch xức nước hoa, chai nước hoa cùng một chai lên trên tay và xức lên trên tay của một chị đồng nghiệp ở trong công ty. Và cả hai khi mà nghe mùi thì cũng phải khẳng định luôn là ở trên da của Bạch á, cái mùi Narciso này nó khá là khô, nó cứng và Bạch cảm thấy nó không hoàn toàn mượt mà. Tuy nhiên thì khi mà trên tay của chị đó thì Bạch thấy ai cũng công nhận là nó có phần nó mượt mà hơn nè, nó dịu dàng, nó nữ tính và hoàn toàn nó phù hợp hơn. Và điều này thì Bạch cũng có thể là giải thích là phần của con gái ở trong da thì sẽ có những cái mùi hương như gọi là hormone nữ, nó hòa lên cái mùi của Narciso, mùi của xạ hương, nó sẽ tạo ra một cái mùi hương vừa riêng tư nè, vừa kích thích được cái giác quan của cái khu giác của những người xung quanh. Và cái điều này thì mình thấy là sẽ giúp cho Narciso, giúp cho những chị em nào mà sức mùi hương Narciso này có thể vừa đi làm công sở nè, vừa đi hẹn hò, không cần một mùi hương quá ngọt ngào, quá sexy, nhưng mà một cái mùi hương của Narciso sẽ đủ cho đối phương nhớ được bạn là ai. Ok, và đó là tất tần tật và những cái thông tin về Narciso và tại sao Narciso lại trở thành một cái tượng đài mùi hương của chị em thì Bạch đã giải thích cho mọi người thấy. Thì nếu mọi người đã từng trải nghiệm những chai nước hoa đến từ Narciso thì mọi người có thể comment cho tụi mình biết. Và nếu các bạn thấy thích video này hãy cho tụi mình một like và một subscribe đến một kênh giải trí Number Film TV của tụi mình nha. Và cảm ơn tất cả các bạn.